Những mảnh vườn trước chỉ trồng cây tạp giá trị kinh tế thấp, giờ sum xuê cây ăn quả cho thu nhập cao gấp cả chục lần. Còn ở vùng cao nguyên đá này, trước chỉ trồng ngô, nay cũng đang được chuyển đổi sang các loại cây ăn quả như đào, lê, mận gắn với phát triển du lịch. Cây ngô giờ chỉ được xem là loại cây xen canh lấy ngắn nuôi dài. Trước thì cho đến giờ thì sống ở đây mấy đời người, mấy kiếp người cũng toàn là trồng ngô thì cũng không phát triển được, thì được sự nhất trí và đồng tình của huyện, của xã triển khai tại thôn, thì thôn nói chung là năm ngoái với năm ngoái nay là trồng được đào với mận của xã Cán Tỷ là nguyên thôn này là được 4 ha. Những đột phá trong tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân như thế đến từ một nghị quyết về cải tạo vườn tạp được tỉnh ủy Hà Giang ban hành. Nghị quyết đúng cùng với hành động sát sao của cán bộ từ tỉnh đến cơ sở tạo ra kết quả ngoài trông đợi. Phong trào cải tạo vườn tạp giờ lan rộng toàn tỉnh. 3 năm qua, hơn 5.400 hộ với tổng số diện tích vườn cải tạo trên 241 ha, vượt gần 200% so với mục tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ. Hiệu quả của người nông dân đó là hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo. Ở đây với sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy và đặc biệt là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện Quản Bạ trong công tác triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, thì tôi thấy là phải có sự đồng thuận, quyết liệt, quyết tâm của cả tập thể, của từng cá nhân đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện. Đây tôi cho rằng là một cái nghị quyết là rất mang tính đột phá rất lớn, nhưng nó lại xuất phát từ thực tiễn, cho nên là ngay sau khi ban hành thì được tổng thể đồng bào nhân dân các dân tộc, là đến người dân còn thuộc cái nghị quyết 05, bởi vì nó rất dễ hiểu, rất dễ nhớ và nó lại đi vào cuộc sống luôn. Cho nên tôi cho rằng cái phương pháp, cái cách làm từ cuộc sống và từ thực tiễn để ra nghị quyết, tôi cho rằng là rất là chính xác. Đảng lãnh đạo là bằng chủ trương nghị quyết. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy cần bắt đầu ngay việc nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết. Thực tiễn cho thấy ngoài dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hành động, các nghị quyết đều cần phải xuất phát từ cuộc sống và hướng đến đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân.